cũng xinh gái, trắng trẻo, dễ thương, ăn nói thì nhỏ nhẹ, dịu dàng. Khuyên thằng bạn mình một câu. Còn đấy thì quyết định hay không thì ở anh thôi, chứ còn em thì em nói được vậy ạ. Rồi. Rồi, bây giờ qua tới họ nhà gái của tôi nha. À, rồi, chào ba đứa em nha. Cái này là em trai ruột đúng không? Ở nhà có mấy anh chị em? Ở nhà có hai chị em. Hai đứa vậy thôi đây ra phải không? Dạ. Ở nhà chị gái mình là người như thế nào? Nói lớn lên cho mọi người cùng nghe coi. Ở nhà thì chị cũng hiền. Hiền. Ít nói, ít có đi chơi bời nhiều nên là em cũng mong muốn là chị cũng tìm được một người để mà cùng nhau chia sẻ mọi việc trong cuộc sống. Em nhìn nhận anh trai bên đây như thế nào? Anh thì cũng sao? Phong độ. Phong độ, ngon lắm ha. Dạ. Hay làm anh rể tương lai được không? Thì anh chị tìm hiểu à. Nhưng mà ở nhà thì có bao giờ nghe mẹ hay ba nói về cái nguyện vọng của ba mẹ như thế nào để kiếm chồng cho chị em không? Chỉ cần anh ấy là một người hiền lành, tốt bụng. Hiện giờ là ba mẹ là đang sống ở đâu? Ba mẹ sống ở Gia Lai à. Bao lâu rồi hai chị em mới về thăm nhà một lần? Một năm một lần. Một năm mới về một lần. Thôi vậy nhân tiện chị nghĩ nè, hôm nay là nhà trai là có mẹ của anh Hưng đi theo nè. Chị nghĩ em nên gọi về nhà một cuộc. Biết đâu sau này tương lai là su gia sao, mình chào nhau một tiếng được không Ngọc? Rồi Ngọc gọi thử đi. Mở loa lên. Chào ba. Ba nói chuyện với mọi người không ạ? Đang quay chương trình này ba. Dạ chào chú. Chào MC Cát Tường. Dạ chú biết con hả chú? Trong hai MC Cát Tường lên là số 1 Việt Nam mình ạ. Dạ cảm ơn chú. Thì hôm nay là bé Ngọc là tham gia chương trình Hẹn Ăn Trưa. Thì hồi nãy giờ đó là Cát Tường cũng có làm mai cho bé Ngọc là một anh. À, anh này tên là anh Hưng. Thì bây giờ chú nhìn mặt thú chú nhận xét một cái. Nhưng mà trước tiên là bữa nay bạn Hưng là dẫn theo có mẹ mình và có cả gia đình luôn. Cho nên là Cát Tường mới kêu bé Ngọc là gọi điện về cho ba mẹ để có gì là hai phụ huynh mình chào nhau một tiếng. Biết đâu sau này mình làm su gia sao, đúng không chú? Vâng, chào anh. Dạ. Hôm nay ra không, anh không về đi vui với con à? À cũng đang mà ở xa quá, cũng bận công việc không về được và cũng thông cảm. Nói chung là nó cũng cáo báo tin bây giờ, bây giờ qua đây là mới là gặp gỡ nhau, là mới là mình nói chuyện, là mình hiểu nhau là được rồi. Dạ rồi, bên kia đâu, quan trọng là bạn đó chào bác đi. Cái dạ. Bạn mà con dạ con chào bác ạ. À. Hai bác ở nhà dạ. Dạ. Dạ chào con. À, hai bác ở nhà đã ăn cơm chưa ạ? À, cũng ăn cơm rồi con. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chương trình hẹn hò ngày hôm nay. Bạn trai tôi đã ngồi đây rồi, bạn gái của tôi còn ngoài kia. 30 giây nữa thôi chúng ta sẽ được gặp mặt nhau. Rồi mời em ngồi vào ghế nha. Mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra. Bây giờ chúng ta hãy giới thiệu thật to rõ để cho đối phương lắng nghe được những thông tin của mình. Mời em trai nói trước. Em chào chị Cát Tường. À, chào bạn nữ bên kia cùng toàn thể các khán giả đang xem chương trình. À, em tên là Nguyễn Xuân Hưng, năm nay em 26 tuổi, em đến từ Hải Dương. À, em làm nghề kinh doanh tự do, buôn bán và sửa chữa các đồ điện tử, điện máy gia dụng đấy. Có nghĩa là kinh doanh có nghĩa là làm chủ. Dạ đúng rồi. Có nhân viên không? Dạ có. Mấy nhân viên? Dạ có một ạ. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. À, từ Hải Dương vào đây bao lâu rồi? Dạ em vào được Sài Gòn được 4 năm rồi. Là mình sống với ai trong nhà đó? À, em sống với anh trai anh và trai. Chị dâu. Dự định là lập nghiệp trong này luôn hay là sau này về lại Hải Dương? Dự định là sẽ lập nghiệp tại Sài Gòn luôn. Rồi cảm ơn em. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Chào mọi người, chào chị Cát Tường. Em tên là Thái Thị Yến Ngọc, năm nay 26 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là sale bên bất động sản ạ. Hiện tại em đang sống ở Long An. Thí dụ bây giờ yêu xa thì em có ngại không? Dạ không ạ. Em muốn bao lâu thì được bạn trai thăm đưa đi chơi một lần? Em thì không có cái vấn đề gì nhiều về cái việc mà bạn trai sẽ dẫn em đi chơi này nọ. Quan trọng là anh ấy có quan tâm em hay không, chăm sóc em hay không. À, nhưng mà em nghĩ nếu mà quen bạn gái ở dưới Long An thì bao lâu mình đến thăm bạn gái được một lần? Một tuần có thể thăm 1-2 lần. Thôi vậy cũng được. Rồi vậy được không em? Dạ. Vậy được ha. Trước khi mà làm cái kinh doanh sale bất động sản thì em làm nghề gì? Hồi trước thì em học y.
ở ngoài Đà Nẵng. Sau khi mà có chứng chỉ hành nghề thì em chuyển qua làm bên viện dưỡng lão á chị. Tại sao đang học ngành y mà lại chọn qua chăm sóc ở trong bệnh người già trong viện dưỡng lão? Em chọn qua viện dưỡng lão là bởi vì môi trường em lớn lên cũng như là sinh hoạt á thì em tiếp xúc nhiều với những người lớn tuổi. Khi mà em chăm sóc họ em cảm thấy là mình rất là vui và giống như chăm sóc người nhà của mình á. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em vui vẻ hòa đồng, rất là thật thà. Em biết chút ít nấu ăn và em có thể chơi được một vài nhạc cụ. Ghê ghê, nhạc cụ gì? Ví dụ ví dụ em chơi được đàn organ này, piano này, và trống cơ. Ghê vậy hả? Dạ. Ủa học mấy đó hồi nào vậy? Trong cái lúc thời gian em học cấp 3 thì em có đi học thầy dạy truyền tay thôi chứ không có học qua trường lớp gì. Nên là em cũng học và em có đi làm được mấy năm á. Là làm cái nghề món nào? Em đánh organ. Đánh organ. Dạ. Xong là em bắt đầu là có lệnh gọi nhập ngũ. Là lúc đó còn ở ngoài Hải Dương á. Dạ đúng rồi. Nãy giờ thật tốt không à? Rồi xấu là thế nào? Thứ nhất là em hơi kỹ tính. Thứ hai là em thật thà quá là nhiều khi dễ bị lợi dụng, dễ bị lừa gạt. Hơi kỹ tính là sao? Ví dụ? Trong nhà mà bề bộn nó không có ngăn nắp hoặc ấy là em hay cáu gắt, là em hay nói lắm. Rồi em nói xong rồi nhà nó bề bộn thì em có đi dọn không? Thì em có, vừa dọn em vừa nói đó. À vừa dọn vừa lầm bầm. Mà đó giờ sống với anh chị rồi là lầm bầm anh chị á hả? Anh chị em thì rất sạch sẽ nhưng có thằng em ấy, thằng em nó sống chung với em thì nó cũng hơi lôi thôi lụng thuộm. Em sao em? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng nè, vui vẻ, rất là dễ tính. Em biết nấu ăn nè, đôi khi em hay làm những món ăn có hương vị gia đình và em thích đi. Vậy là quá tốt rồi, có chăm chút ở trong món ăn là ok rồi. Điểm yếu? Em bị mù đường nè, đôi khi á em bị cái hay quên đó chị. Cứ đôi khi nói thì cũng có cái nhớ cái không. Tình trường sao? Thì hồi trước giờ thì có những người theo đuổi nhưng mà em chưa chính thức quen một ai hết. Hai mấy tuổi chưa quen một người nào luôn? Dạ vâng ạ. Lý do? Tại vì em cảm thấy là một số người mà người ta theo đuổi mình á, cũng có đi hẹn đi chơi rồi đi tìm hiểu. Nhưng mà trong quá trình tìm hiểu thì em cảm thấy là em không hợp với họ. Giờ chốt hạ lại là có được một nụ hôn tình yêu nào chưa? Dạ có rồi. Có rồi nhưng mà chưa yêu, chưa kéo dài. Dạ. Chưa phải là một mối tình sâu đậm. Còn em tình trường sao? Trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất là thời học cấp 3 chị. Mối tình gần đây nhất là mối tình lúc em ra trường ấy, em đi làm ấy, làm nhạc ấy. Thì em có quen một bạn ấy, thì cũng quen nhau khoảng được 6 tháng. 6 tháng. 6 tháng thì em có lệnh gọi nhập ngũ. Thì trong thời gian em đi ấy thì 3 tháng tân binh thì bạn ấy có lên thăm rất là đều. Hầu như cứ 1 tuần hoặc 2 tuần là bạn có lên thăm. Hoặc nếu mà không lên thăm thì bạn sẽ gọi điện cho trung đội trưởng ấy, xong là nhờ trung đội trưởng gọi em qua xong nói chuyện. Xong hết 3 tháng tân binh xong dần dần nhạt, em thấy khoảng cách càng ngày nó càng xa, xa dần và xa dần. Xong là em mới gọi điện về thì em thấy lúc thì bạn nói là em bận đi công việc này công việc kia, chút xíu nữa em về em gọi điện lại cho anh. Nhưng mà chút về thì không gọi lại. Đúng rồi, chút về cái là ngủ sáng mai vẫn thấy vậy à, chả thấy ai nói là gọi lại. Xong là em được về tranh thủ 5 ngày ấy, xong là em có hẹn bạn ấy để gọi là hàn gắn lại cái tình cảm nó xa cách ấy. Nhưng mà bạn ấy cũng khước từ, bạn ấy từ chối, cảm thấy là bạn ấy đã thay đổi rồi. Vậy thì cái đoạn trước khi đi nhập ngũ mà 6 tháng á, là cái tình yêu hai bạn đã khăng khít chưa? Cũng hơi chút gọi là sâu đậm. Cũng đấy, đẹp. Thì em cũng qua nhà bạn chơi thì ba mẹ bạn ấy cũng thích. Không biết sao mà đi nhập ngũ xong là bạn ấy quen người khác à? Nhập ngũ xong là bạn ấy quen người khác. Rồi cuối cùng? Thì cuối cùng bạn ấy lấy chồng. Thì có gọi điện cho em mời em nhưng mà em không về được. Lúc đó là em vẫn còn... Em vẫn đang trong quân đội. Lúc đó em đang trên trường, em đang học y tá. Ngay cái lúc mà nhận được tin đó thì em đã làm... Tối hôm đấy thì về thì cũng gọi là suy nghĩ. Xong cái thời gian đấy là em có chia sẻ với các em, các bạn thì có nói là thôi quên đi. Lúc đấy em rất là bình tĩnh. Nhưng mà em cũng... em nghe thấy tin đó và em có... Chỉ hỏi đi hỏi lại là có thật không? Em hay em nói dối đấy. Xong là bạn ấy nói là thật. Xong nói vậy thật thôi, có gì thì anh sẽ sắp xếp thời gian để anh về. Có vậy nữa, có nói câu đó nữa. Em có nói vậy nhưng mà thực đâu ra có về phải không? Đâu có về được. Rồi cúp điện thoại xong rồi có đập điện thoại, đập tường, khóc lóc gào thét gì không? À không ạ. Thì về thì cũng tối cũng mất ngủ mấy đêm thôi. Được tin em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy. Có khóc không? Không ạ. Chắc không? Nhưng nói chung là em là cũng con người giàu cảm xúc. Nhắc lại thì lắm lúc cũng thấy buồn. Bây giờ đang nói mà còn muốn khóc nữa mà lúc đó không khóc tôi không tin đâu. Không đi, không đi, không đi, đừng ngại. Tim có thoi thóp không?
tim thì cũng đập gọi là chậm đi chút xíu thôi, đập gọi là chậm đi chút xíu thôi. Đập chậm chút xíu. Dạ. Nói chứ cũng buồn cũng sốc phải không? Dạ. Với cả cái lúc đấy em có suy nghĩ là chắc trong tay mình chưa có gì. Thế đấy lại cũng là một cái cơ hội trẻ tốt cho bạn mà, thôi. Lúc đó trẻ mà. Dạ. Thì từ lúc đấy em trong bộ đội xong là em suy nghĩ kiểu khác. Em sẽ suy nghĩ là em khi nào em công việc ổn định, khi nào có một chút gì đó thì em sẽ với nghĩ tới cái vấn đề là yêu đương. Rồi nhưng mà sau khi ra khỏi quân ngũ thì làm cái gì trước? Sau nãy nghe nó có học y gì? Đâu có. Mới học y tá. Học y tá là sao trong... không làm? Không phải, học y tá trong đó thì đi cấp thuốc thôi chứ đâu có tiêm chích gì đâu. Rồi khi mà sau khi về thì mình làm gì đầu tiên? Khi về thì em chỉ ở nhà chơi được có được một tuần lễ thôi, xong rồi em vào trong Nam luôn. Cũng nhờ cô đó bây giờ mới vô tới đây. Dạ. Lập nghiệp bây giờ ổn định cuộc sống chưa? Dạ ổn định. Dạ. Có tương lai kế hoạch cho lâu dài 3 năm, 5 năm, 10 năm như thế nào không? Dạ có, thì em cũng đang cố gắng phấn đấu. Khi nào mà tìm được bạn gái tốt thì cũng tiến đến hôn nhân thôi. Nghe câu chuyện tình yêu của ảnh em thấy sao em? Buồn không em? Bạn gái chơi oan nghiệt quá, lúc ta đi lính mà ở nhà đi luôn. Em cảm thấy thì tình yêu thì nó cần có thời gian đúng thời điểm. Thì bạn không gặp đúng thời điểm thì em mới có buổi hẹn ngày hôm nay. Đúng rồi, nhờ vậy mới có buổi hẹn ngày hôm nay ha. Rồi, đâu bây giờ cho coi hình nè. Ba chàng trai này, chàng trai nào đây? Ba anh chọn một, quá đơn giản. Một chàng trai đã từng đi lính về. Phong Trần bây giờ làm nghề, ông chủ làm nghề sửa chữa điện lạnh. Điện tử ạ. Điện tử. Chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Chọn đi. Dễ quá mà, hai cô chọn một. Đây em nói là bạn này. Trời ơi, tôi không biết phải cổ không luôn á. Bạn đó hả? Đâu? Dạ đây. Cầm điện thoại đó đi, chờ mở cửa ra xem. Bên đây chọn anh nào? Em nghĩ có lẽ là người này. Trời ơi hay quá. Giữ nguyên hiện trạng. Xin mời quý vị hãy nhìn về phía cánh cửa trái tim và xem cảm nhận của mình ngày hôm nay đúng hay không. 1, 2, 3. Chào em. Đúng không em? Em đoán là như là đúng rồi đó. Ồ, chúc em, đúng. Em đúng. Chị nhìn nhưng mà chị còn không nhận ra ai luôn á. Ok. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Đây nữa. Rồi qua đây. Cái món quà anh mua tặng em nó tuy nó đơn giản nhưng nó rất là ý nghĩa. Anh muốn là lúc nào em cũng đeo theo nó. Và mỗi lần em đeo thì em nhớ tới anh. Em cảm ơn anh ạ. Ủa ý nghĩa gì mà mới quen ta mà cài đồ vô người ta là định vị hay gì chóng nè? Bạn gái như là bạn gái tóc dài mà em có tóc dài đó. Em muốn vứt về tóc bạn thì em tặng các bạn ấy. Dạ. Cũng được, rất là ý nghĩa ha. Ok, dễ thương nè. Anh ấy chọn ra em và bạn ấy cũng chọn ra em luôn. Đó cũng là một cái nhân duyên đầu tiên rồi ha. Một cái sự trùng khớp. Bây giờ thì chị Tường sẽ dành cho hai em ít phút để tụi em có không gian riêng trò chuyện với nhau. Mời hai em thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Indochine. Rồi, bây giờ chị Tường mời hai em thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Indochine nha. Đây là món tôm cà ri với bánh mì. Nhưng mà nhớ là vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Hẹn hò gì đó, trao đổi thông tin về quan điểm tình yêu, gia đình. Chúc hai em ngon miệng. Dạ. Anh mời em. Dạ em mời anh ạ. Nhà anh Hưng là có bao nhiêu người anh? Nhà anh đông lắm, nhà anh 4 anh chị em lận. Nhưng anh là con út. Em thấy ví dụ khoảng cách của anh với em ấy thì hơi xa thì em có ngại không? Quan trọng là em cảm thấy là người ta quan tâm mình như thế nào. Còn ví dụ khoảng cách á thì nếu đủ quan tâm thì cái khoảng cách nó sẽ gần lại. Còn anh thì anh cũng chia sẻ, anh thì thực ra làm kinh doanh thì thời gian nó cũng ít lắm. Nhưng nhiều khi anh làm cả 8, 9 giờ tối cũng có đấy. Thứ bảy, chủ nhật là anh cũng làm. Đó, nên là ví dụ như cái em có ngại về vấn đề mà sắp xếp thời gian này là anh xuống cho em chơi hay là em lên cho anh chơi không? Em nghĩ vấn đề này anh nên lo nhiều hơn. Bởi vì em cũng đi làm và công việc của em nó cũng không có nhiều ngày nghỉ. Em lên đây là em đi Senda lên à? Em đi với bạn em của em. Em họ hay là em bà con hay là như nào? Có em ruột với có em bà con cũng có. À. Thế theo em thì ví dụ mà chúng ta có quen nhau thì trong bao nhiêu thời gian thì em có thể tiến tới hôn nhân? Gia đình anh có phải cưới gấp không anh? Không, anh thì không có cưới gấp. Đây là anh hỏi theo cái suy nghĩ của em thôi. Mong muốn của em thì tầm 2 năm.
Lý do, có lý do gì không? Tại sao lại là 2 năm mà không là 1 năm, không là 3 năm? Hiện tại em cảm thấy cả em và anh á, nhất là bản thân em thì em chưa có cái gì gọi là ổn định hoặc là để tiến tới. Một năm thì năm này nó cũng gần hết rồi, thì em cảm thấy là 2 năm là nó vừa luôn. Trời ơi, thiệt thà chứ, năm này gần hết rồi. Nhiều khi tao năm nay cứ tới Tết 2021 về chung nhà là được rồi. 2 năm thì mới 28 cũng hợp lý. Ủa nhưng mà em là muốn bao lâu nữa kết hôn? Thì em khi nào mà bạn gái có thể... Nhưng mà nguyện vọng của em á. Nguyện vọng của em hả? Thì cũng 1-2 năm gì đó. À vậy hả? Vậy là cũng thuộc loại là muốn lấy chồng, à, muốn lấy vợ sớm đó. Chứ thường thanh niên giờ là cứ muốn qua 30 không à, đúng không? Lý do tại sao mà muốn sớm vậy? Khi nào mà mình có thể là chín chắn thì mình có thể tiến tới thôi. Chứ đâu có phải là nhiều người 30 mấy tuổi nhưng mà người ta chưa chín chắn, chưa ổn định. Đúng rồi. Rồi con cái thì sao? Muốn sinh mấy đứa? Em thì sao cũng được, em không có quan trọng về vấn đề đấy. Miễn sao là con của mình là được rồi. Miễn sao là con của mình là được rồi. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em trai cũng như là em gái em. Còn hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em. Ồ, anh trai mẹ ruột và các anh với em. Đông lắm. Đại gia đình luôn. Dạ. Dạ xin mời đại gia đình hai bên trai gái em vào chương trình ạ. Dạ con chào cô. Xin cô nói một chút xíu về Hưng. Thì là Hưng là theo như cô là người con như thế nào trong gia đình ạ? Cháu Hưng ấy là con út của tôi. Dạ, con út. Run quá. Dạ không sao cô, trời ơi đây vui mà, đông vui mà cô. Là nhưng có tính hay cảm động. Dạ. Hưng đó là một đứa con hiếu thảo. Dạ. Quý bố mẹ. Thế bây giờ cô mong muốn điều gì nhất ở Hưng nè? Cô muốn là Hưng lấy được vợ thì 1-2 năm gì mẹ cưới thì cũng được. Dạ. Ổn định thì cũng không phải là lo hối nhanh gì cả. Dạ. Nhưng mà tôi thấy là bên gái là cũng đẹp đấy. Dạ. Cũng hiền lành. Dạ. Ăn nói nhỏ nhẹ thì cô cũng ưng rồi đó. Dạ. Nhưng mà với đây là còn có hai đứa chúng nó. Dạ vậy thì bây giờ cô nói con trai mình câu cố gắng nắm bắt cái cơ hội rồi tìm hiểu nhà cho sớm nhà có dâu nè. Thì thôi mẹ đến đây thì cũng con cố gắng tiến tới tương lai chứ mẹ được vui. Rồi cảm ơn mẹ. Rồi đây là mấy anh sao, là đồng nghiệp hay là anh em hay như thế nào với Hưng ạ? Em là anh ruột. Anh ruột, rồi anh ruột phát biểu một câu rồi anh ruột xích lên đây xíu. Mẹ cứ đứng đây mẹ. Em trai mình sao anh? Anh em sống với nhau cùng nhà từ nhỏ đến bây giờ đến khi lập nghiệp luôn. Dạ. Thì em hiểu tính của Hưng là một người rất là hòa đồng, nhiệt tình với anh em bạn bè đó. Với lại nó là người đã trải qua quân ngũ thì là bản lĩnh nó cũng vững vàng. Dạ. Nó suy nghĩ chín chắn. Thì chính ra nó nhiệt tình với anh em bạn bè. Nhiều khi cũng dễ bị dụ. Dạ, nó có bị dụ lần nào chưa anh? Nó có bị dụ một lần, lớn nhất là bị khách hàng dụ lấy mấy cái xe mới một số tài sản. Ủa? Chúng lại nó cũng rơi vào khoảng 47 triệu. Sao mà lấy được chiếc xe? Đó là về mặt xã hội, về tình cảm gia đình. Còn về công việc thì Hưng bây giờ cũng ổn định rồi. Nghĩa là nghề nghiệp cũng gọi chín chắn rồi. Có thể là một người đàn ông trụ cột của gia đình. Dạ, rồi cảm ơn anh. Có mấy anh em mình đi chung có ý kiến gì về Hưng nữa không ạ? Em là trước là đi lính cùng. Ồ, bạn coi như là đồng ngủ. Rồi, bây giờ hôm nay mọi người thấy là nhận xét về cô gái này như thế nào ạ? Là một người đã có vợ rồi cho nên là bây giờ ra ngoài nhìn thấy em gái thì em nào cũng nhìn giống em nào ạ. Quan trọng là bạn đồng ngủ nè. Thấy sao? Nói lớn lên nha. Em thấy bạn nữ đây cũng xinh gái, trắng trẻo. Dễ thương, ăn nói thì nhỏ nhẹ, dịu dàng. Khuyên thằng bạn mình một câu. Còn đấy thì quyết định hay không thì là anh thôi, chứ còn em thì em nói được vậy ạ. Rồi. Rồi, bây giờ qua tới họ nhà gái của tôi nha. Rồi, chào ba đứa em nha. Cái này là em trai ruột đúng không? Ở nhà có mấy anh chị em? Ở nhà có hai chị em. Hai đứa vậy thôi đây đó phải không? Dạ. Ở nhà chị gái mình là người như thế nào? Nói lớn lên cho mọi người cùng nghe coi. Ở nhà thì chị cũng hiền. Hiền. Ít nói, ít có đi chơi bời nhiều nên là em cũng mong muốn là chị cũng tìm được một người để mà cùng nhau chia sẻ mọi việc trong cuộc sống. Em nhìn nhận anh trai bên đây như thế nào? Thấy anh thì cũng dạ, phong độ. Phong độ, ngon dạ lắm ha. Dạ. Hay làm anh rể tương lai được không? Anh chị tìm hiểu à. Nhưng mà ở nhà thì có bao giờ nghe mẹ hay ba nói về cái nguyện vọng của ba mẹ như thế nào để kiếm chồng cho chị em không? Chỉ cần anh ấy là một người hiền lành, tốt bụng. Như là ba mẹ là đang sống ở đâu?
Ba mẹ sống ở Gia Lai ạ. Bao lâu rồi hai chị em mới về thăm nhà một lần? Một năm một lần. Một năm mới về một lần. Thôi vậy nhân tiện chị nghĩ nè, hôm nay là nhà trai là có mẹ của anh Hưng đi theo nè. Chị nghĩ em nên gọi về nhà một cuộc. Biết đâu sau này tương lai là su gia sao, mình chào nhau một tiếng được không Ngọc? Rồi Ngọc gọi thử đi. Mở loa lên. Chào ba. Ba nói chuyện với mọi người không ạ? Đang quay chương trình này ba. Dạ chào chú. Chào MC Cát Tường. Dạ chú biết con hả chú? Trong hai MC Cát Tường lên là số 1 Việt Nam mình ạ. Dạ cảm ơn chú. Thì hôm nay là bé Ngọc là tham gia chương trình Hẹn Ăn Trưa. Thì hồi nãy giờ đó là Cát Tường cũng có làm mai cho bé Ngọc là một anh. À, anh này tên là anh Hưng à, thì à, bây giờ chú nhìn mặt thứ chú nhận xét một cái. Nhưng mà trước tiên là bữa nay bạn Hưng là dẫn theo có mẹ mình và có cả gia đình luôn. Cho nên là Cát Tường mới kêu bé Ngọc là gọi điện về cho ba mẹ. Để có gì là hai phụ huynh mình chào nhau một tiếng. Biết đâu sau này mình làm su gia sao, đúng không chú? Vâng, chào anh. Dạ. Hôm nay ra không anh không về đi vui với con à? À cũng đang mà ở xa quá bận công việc không về được và cũng thông cảm, nói chung là nó cũng cáo báo tin rồi bây giờ không bao giờ qua đây là mới là gặp gỡ nhau là mới là mình nói chuyện là mình hiểu nhau là được rồi. Dạ rồi bên kia đâu quan trọng là bạn đó. Chào bác đi. Cái dạ. Bạn mà con dạ con chào bác ạ. À. Hai bác ở nhà trai hả? Dạ. Dạ. Dạ chào con. À, hai bác ở nhà đã ăn cơm chưa ạ? À? À, cũng ăn cơm rồi con. Dạ. Hai bác ở quê có khỏe không ạ? À, vẫn khỏe. Bác gái đâu rồi? Sao con thấy có mỗi bác thôi? À, ba ở chỗ làm. Bác đang đi làm. Bác đang làm và bác gái nhà. Dạ. Vậy bác cho con gửi lời chào bác gái và gửi lời chào chúc sức khỏe gia đình bác nhé. Dạ, hy vọng một ngày nào gần đó thì con sẽ có cơ hội để về quê Gia Lai mình để thăm gặp gia đình nhà mình. Con cũng như gia đình là cũng mời gia đình là về để cho biết biết nhà. Dạ. Rồi quay đây Cát Tường. Dạ. Chào chú, cảm ơn chú nhiều nha. Rồi để Cát Tường tiếp tục cái công việc mai mối của mình. Hy vọng là hôm nay hai bạn trẻ bấm nút. Hồi nãy giờ Cát Tường cũng tạo điều kiện cho là hai bạn tìm hiểu nhau á chú. Rồi hy vọng là hôm nay là con gái mình sẽ tìm được một người bạn trai chú nha. Rồi cảm ơn con. Dạ cảm ơn chú nhiều à, chúc chú sức khỏe, cảm ơn chú. Bye con. Rồi về vị trí. Dạ cảm ơn hai gia đình rất là nhiều ạ. Bây giờ gia đình mình cứ về vị trí và xem tiếp tục theo dõi cái câu chuyện ngày hôm nay nha. Con cảm ơn cô. Chàng trai của mình rất là nhiều tài, không có lý nào bây giờ anh ấy không thể hiện một cái gì đó cho mình xem, đúng không em? Đúng không Ngọc? Thực ra là sáo thì em cũng không có học qua. À, em chỉ đam mê thôi. Đam mê thì em thôi. Cố gắng em tập lên một đoạn để tặng cho bạn Ngọc, tặng cho em Ngọc cũng như chứ tặng còn cho sở trường trình. Là đàn ọt dạ, găng đúng mà đúng không? Dạ. Rồi mời em làm một đoạn. Bài này là có bài khi không. Dạ đúng rồi, bài này là bài tình xưa nghĩa cũ. Trời ơi sao lựa bài buồn quá vậy, hôm nay đi kiếm vợ mà em. Tại vì em thấy cái bài này rất là ý nghĩa. Vì em thấy trong lời bài hát nó có cái câu là tình đời khi trắng khi không ấy. Mong làm sao mà kể cả đã xác định mà đã quen nhau ấy, quen biết nhau dù có giàu hay nghèo hay là dù có mình có bị xa cơ lỡ bước thì bạn gái cũng không bỏ mình. Đó. Rồi 30 giây cuối cùng dành cho hai bạn, hãy nhìn thẳng vào nhau nhé. Bây giờ hai bạn hãy nói cảm xúc của mình hiện tại. Em cảm thấy chương trình ngày hôm nay rất là ý nghĩa, để có thể là tác hợp cho hai đứa em có thể là gặp mặt và quen biết nhau. Sau này có đi tới những cái bước cao hơn, sâu hơn nữa thì cũng một phần là nhờ chương trình tác hợp. Cho nên là cảm thấy rất là cảm ơn chương trình đã tạo ra điều kiện ngày hôm nay. Cảm ơn Ngọc, còn em mình cảm nhận như thế nào? Cảm thấy em rất là xúc động và rất là vui khi được tham gia cái chương trình này, được gặp Ngọc đây, rất là xinh gái mà em thấy cũng rất là hiền, thì mong sao là lên chương trình này cũng là một cái duyên, thì làm sao chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Rồi. Nốt.
Cảm ơn hai bạn. Bây giờ thời khắc quan trọng nha. Hồi nãy giờ là nhiều cái để cho chúng ta có thể cảm nhận được nhau, nhưng quan trọng vẫn là cảm xúc và lý trí suy nghĩ của hai bạn. Nếu chúng ta thấy đây đúng là một cái người chúng ta đang tìm kiếm, hoặc có thể hiện tại chúng ta chưa hiểu được nhiều, tại vì có 30 phút à, làm sao hiểu nhau hết. Chương trình chỉ tạo cho mình một chiếc cầu nối thôi. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý hẹn hò, bấm nút. Không đồng ý có quyền lấy tay ra. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Dù có giàu hay nghèo, hay là dù có mình có bị xa cơ lỡ bước thì bạn gái cũng không bỏ mình. Đó. Thì làm sao chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Nhấn chưa? Nhấn nhẹ lắm, chị thấy em nhấn mà nhẹ, cho nhấn lại mạnh hơn. Đó, như vậy mới được. Không, em gái nó mới đếm hai là đã có nhấn rồi, nhưng mà cái thao tác nó còn hơi yếu. Rồi, cảm ơn hai em rất là nhiều. Mời hai em về đứng bên đây. Thì cảm giác được nhận được cuộc gọi từ chương trình ấy thì mình cũng rất là vui và hồi hộp, mà không biết là bạn gái của mình như thế nào. Đó, thì cũng chuẩn bị nhiều lắm, cũng chuẩn bị đủ mọi thứ ấy. Thời gian thì cũng như là những cái câu trả lời làm sao cho nó hợp lý, rồi là quà tặng cho bạn gái, rồi là sắp xếp công việc, nhiều thứ lắm. Khi được gặp được bạn gái thì cảm giác mình rất là hồi hộp, rất là run. Cái yếu tố mà mình ấn tượng nhất ở bạn gái là cái giọng nói của bạn rất là nhẹ nhàng, và nhìn bạn cũng rất là hiền, có một sự chân thành ở trong cái nét mặt, cái khuôn mặt của bạn ấy. Thì mình cũng cố gắng sắp xếp thời gian thôi. Thì nếu mà bạn gái có thể rảnh thì có thể ghé lên giúp mình chơi. Mà nếu mà mình rảnh mà bạn gái mà không rảnh thì mình có thể xuống dưới đó chơi cũng được. Sắp xếp thời gian sao cho hợp lý hai bên là được. Hôm nay là quay hơi trễ, chứ nếu mà quay sớm sớm chút thì mình có cuộc hẹn hôm đầu tiên thì chắc là vui hơn. Dạ vâng. Thì thôi, nếu mà xa quá, đường xa là xôi thì thôi cứ đi về đi. Còn là có gì về sẽ liên lạc chút xíu nữa thì anh sẽ xin số điện thoại của em. Rồi về mình sẽ liên lạc với nhau. Thì sắp xếp thời gian sao gần nhất thì anh có thể xuống thăm em, hoặc em có thể lên Sài Gòn này chúng ta gặp nhau. Đó. Dạ vâng. Rồi, đây là quà tặng dành tặng cho em gái để làm đẹp nè. Okay. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Chiếc vé xem phim, đưa bạn gái đi xem phim nha, trước khi chúng ta chia tay ngày hôm nay, giống như đây là cuộc hẹn đầu tiên vậy đó. Yeah. Rồi tiếp tục với những cuộc hẹn kế tiếp. Yeah. Hy vọng rằng những cái gì chúng ta chia sẻ trong chương trình thì chúng ta hãy nhớ và cố gắng thực hiện điều đó, để mà cho cái tình yêu của mình nó được đơm hoa kết trái nha. Cố gắng lên nha. Mình là phải chủ động. Dạ, em cảm ơn chị và cảm ơn chương trình đã tạo cho em một buổi gặp mặt hôm nay rất là ý nghĩa. Rồi, cảm ơn hai em. Hy vọng rằng hai em cũng sẽ sớm báo tin vui cho chương trình. Cảm ơn hai em rất nhiều. Và bây giờ Tường cũng xin nói lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Chúng ta hết thời gian rồi quý vị. Hẹn gặp nhau vào số kế tiếp nha.